cảm cho ổng. Ổng là gì vậy? Không thèm đến xỉa ta. Cái này đi múc cái này. Mà cả nhà ăn tôm, tôm sú hết. Cả nhà mình mua để tủ lạnh không dài. Nó hơi bị, cái này là do mình khửi, mình lấy cái cục trên đầu nó ra đó cả nhà. Mình không có phải khửi chỗ này mà mình khửi cái chỗ này nè. Mình cắt cái nhọn nhọn đi rồi cái mình lấy cái mũi dao dịch nó ra cái mới xức cái này luôn. Rồi lấy cái dao mình chĩa. Lấy cái dao chĩa ngay chỗ này mình dịch cái tim nó ra luôn cả nhà. Hấp để tí rượu. Rượu ngâm ngò gí đường vàng, tính để tiêu nữa là bệnh nhức mỏi đó cả nhà. Nhưng mà chồng mình không có uống tiêu được, không có bay mùi tiêu uống chịu không được rồi cái. Nhưng mình không để tiêu. Nhớ em chồng có chồng 7-8 năm rồi đó mà ha, một cặp rượu này tới bây giờ còn kia chai chưa khui nữa. 40 độ lắm, mạnh lắm. Rồi để vô đây ăn miếng cả nhà. Hấp. Để vô đây ăn miếng hấp cho nó thơm. Nói nhiều quá. Mời cả nhà. Mời cả nhà YouTube, mời anh Thanh Tùng nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Xuống này 1 ký 42 kích của Malaysia đó, là 200 ngoài tiền Việt Nam mình đó cả. Anh Tùng không chính xác bao nhiêu. Rồi tiền lên xuống. Có tôm xuống này ăn là mai đó cả nhà. Chấm mắm tôm. À bác sắp cụ đăng Maxim. Người cũng đang hay màu. Và thực tế là bác cụ đùa. Tập tao cả cụ lúc này. Thì cũng lọt cái vỏ ra để vỏ kính. Giữa tâm số kính này, giữa tâm bạc ăn được. Với lá mơ cả nhà. Đã lốt cả nhà. Đau đắng cả nhà. Còn gì nữa thôi. À hè. Thôi bà, hầm bà lần vô không biết nó bay cái mùi gì. Thêm lá đu đủ vô nữa cả nhà. Bà ba da đau nè. Nhiều mùi vị quá mắt ngon. Mình gói lá mơ thì lá mơ, lá lốt thì lá lốt. Lá lốt đi. Nhẹ đi. Nhẹ. Như con tôm. Quên giới thiệu cả nhà canh khoai môn. Mình trồng cái cọng ba củ nhỏ xíu rồi nấu được tô canh. Quên lấy cái leo ăn. Này, lúc trước thấy người ta ăn nó sao ăn được. Giờ ăn được gì cả nhà. Nó nhấp nhấp. Nhấp nhấp chua chua.
ăn buổi sáng nó chua nha. Giác này hết chưa? Lọc lan mấy con lọc lan cá lốt lọc lan ăn cái này thơm lá lốt rồi. Hỏi thằng rau thơm đi. Rõ cả nhà. Mới ăn cái này tốt lắm à, ở Nhật mắc lắm á. Tăng đi ba bước nè. Tôi quên bao nhiêu mà ha. Tắt hết tu lăng nè. Ăn hết nhức mỏi cả nhà. Ăn thử là ghiền luôn. Ăn giờ buổi sáng chưa chua ngon. Bây giờ mình ăn luôn. Bữa trưa à, hết chưa à? Bông hoa lục bình. Hấp nó ra nước quá. Cái này cũng ngon cái này. Tôm mua về ăn liền hay để lâu không tốt. Cái này có lá mơ không? Có lá mơ với hẹ ăn cơm miếng có miệng này trời. Cái là nói về bao lâu tôi giờ bao lâu bao lâu